Đây là tổ hợp quán ăn phù hợp với các chị em khó tính với câu khẩu hiệu em ăn gì cũng được, với sự kết hợp không thể lạc quẻ hơn từ sashimi, cơm tấm hay cơm bò Nhật, nhưng vẫn khiến chị em phải thích thú cười tết tết với không gian check-in như một quán cà phê. Và địa điểm hôm nay mình tới là Deliani, quán ăn tổng hợp menu của 3 brand như Sanji Bento cơm Nhật, Mabu cơm tấm và Yukio phục vụ sashimi tươi sống. Ban đầu thì mình nghĩ đây là một sự kết hợp khá là lạc quẻ, nhưng mà khi tới ăn thì mình thấy đây là một địa điểm rất là phù hợp, bởi vì trên con phố Vũ Trọng Phụng này rất nhiều các công ty văn phòng. Deliani chính là lựa chọn hoàn hảo để cho mọi người trong văn phòng cùng nhau đi ăn trưa và lựa chọn các món ăn trong 3 brand ở đây. Tất nhiên là từ không gian, menu, đồ ăn và phục vụ đều rất là chất lượng. Chúng mình cùng chuyển sang brand Mabu. Brand này thì chuyên về cơm tấm Việt Nam, ăn kèm với đó là canh rong biển nóng hổi, nhưng mình thì thích canh chua hơn. Một miếng sườn ở đây cũng phải to bằng bàn tay nhưng mà khá mỏng và khô. Bì thính giòn nhưng mà hơi dài và nhiều bột. Trứng ốp la tiêu chuẩn với lòng đào béo chảy. Một miếng chả trứng khá là to và chắc, gia vị vừa miệng với phần nhân giòn mịn. Cơm tấm với hạt khô tơi vừa ăn. Cuối cùng thì là suất cơm bò hầm tương Nhật với hạt cơm trắng dẻo, bò xào mềm. Nước sốt hầm bò ngọt và đậm đà. Và đây là Deliani 118 Vũ Trọng Phụng.